Số 826, kinh đệ tử chết rồi, sống lại, án dịch đời Tống, cư sĩ Tự Kỳ, kinh Thanh. Nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo, 12.000 vị Bồ Tát và 500 vị đệ tử đầy đủ thần túc ở tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc. Khi ấy có hiền giả Ưu Bồ Tát vốn thờ 96 ngoại đạo, chán khổ về việc tế tự bèn vứt bỏ vào chánh pháp giữ giới không phạm, một lòng siêng năng tụng kinh, lòng thích việc ban cho, ý luôn nhẫn nhục, luôn có tâm lành, đột ngột bệnh nặng qua đời. Khi tới giờ chết, dặn dò quyến thuộc và cha mẹ con bệnh nếu ngày nào chết trở nên liệm xác ngay mà phải để 7 ngày, nên nhớ lời con, không nên làm sai lời con. Chẳng mấy chốc cái chết đột nhiên đến, cha mẹ thân quyến trong nhà làm theo lời đã dặn, giữ tử thi 7 ngày. Đến ngày thứ 8, quyến thuộc trong nhà nói, người chết đã 8 ngày, ngủ luôn, không cần biết gì nữa đâu, nên mau tẩm liệm. Cha mẹ nói, tuy chết đã mấy ngày rồi, không bị sình trướng lên, cũng không chỗ nào có mùi hôi, nên để lại ít nhất là đến ngày thứ 9. Nói chưa dứt lời, người chết liền sống dậy, mở mắt. Cả nhà cha mẹ lớn nhỏ đều rất vui mừng, nhưng chưa có thể cử động được, nên cả nhà đều phải giữ gìn đến ngày thứ 10 mới có thể ngồi dậy và nói chuyện dễ dàng. Mọi người hỏi, đến từ chỗ nào, thấy hết những gì? Trả lời, có một binh lính đến dắt tôi đi tới một thành lớn, trong đó có địa ngục rất lớn, toàn màu đen thui, bốn mặt thành làm bằng sắt, cửa thành đều bằng sắt nung màu đỏ. Người trong ngục đều bị trói thân ngồi trong đống lửa lớn, bị lửa trên dưới thiêu đốt, nướng lên khói ra màu xanh, và có người dùng dao băm thịt người ấy ra để ăn. Trong ngục có chúa hỏi tôi, ngươi phạm tội gì mà ngồi đây? Vì sao đến đây? Ở đây trị người bị tội năm nghịch, không hiếu thảo cha mẹ, không trung tín với việc vua giao. Trị các người làm ác, người có tội nặng gì mà đến đây? Tôi đáp, tôi chỉ có một chút ít tội nhỏ, là từ lúc làm người đến đây, tôi bị người ác mê hoặc thờ kính hàng ngoại đạo. Là vì một chút ngu si của thế gian mà sát sinh để cúng tế trời đất, uống rượu. Ở trong chợ thì xén bớt tài sản của người, cân đong đo lường đều muốn lợi nhiều cho mình. Sau đó được đạo sư thiện thức dạy làm điều lành, đưa tôi vào trong đạo Phật, được Thế Sa Môn đạo nhân thọ trì năm giới, thờ kính và tu hành 10 điều lành. Từ đó đến nay hàng ngày không phạm điều ác, nhờ điều đó mà minh vương thương xót không phạt tội tôi. Tôi liền cúi đầu. Minh vương liền đứng dậy vòng tay gọi tôi, thôi thôi, người trong sạch trung tín không nên làm vậy, liền cho tôi ngồi trên tòa. Vua gọi viên quan và nói với người ấy, đây chính là đệ tử của vô thượng chánh chân, các ngươi phải nên theo người này để được độ thoát. Người này khi mạng sống chấm dứt, thân chết nhưng thần hồn vẫn đi theo chỗ khác để thọ sinh. Nếu sinh lên cõi trời thì được thần trời đến nghênh tiếp, nếu sinh trong loài người thì loài người đến nghênh tiếp. Người tôn quý này làm sao lại vào chốn tội phạm năm nghịch này? Viên quan đáp, thế gian thiếu gì những người này, họ không sợ phép vua, không sợ bốn thời năm hành, không bị bắt, quỷ thần trời đất không chỗ bắt giữ họ, không thể hỏi được một hai lời. Người này hành động ngang tàn, không sợ phép tắc của trời. Có vị pháp sư gọi là Sa Môn, cạo tóc ăn mặc thô sơ, dùng pháp độ nhiều đệ tử đông nam tây bắc, không chỗ ràng buộc, dời nhà mai táng con gái về nhà chồng, không sợ bốn thời hủy hoại cải nổi, không sợ vô bắc. Bọn người này phải nên trị. Minh vương nói, thôi thôi, khanh không hiểu rõ pháp này. Người mặc áo pháp rất đáng quý kính, được người khác không phục, là vua trong các trời thất phạm, là mặt trăng mặt trời, là vua quan, dưới đến thần dân đều tôn kính phụng thờ. Người nào tôn kính sẽ được phước báo vô lượng, khiến người được đạo không được cao ngạo xem thường người này. Ai xem thường người này là tự chuốc tội khổ. Nhanh chóng lục xét lại thì mạng người này đã hết chưa. Vì văn tàu trong bảo lục, mạng người này chưa đáng chết, tức là còn phải 20 năm. Người này trước kia có thời gian làm tội ác, sau này nhờ làm điều lành mới giữ được mạng sống, khiến cho bọn con phải hạ mình. Minh vương nói, người sống ở đời ít làm ác, có thể sống đến 100 năm, còn tội người này phải thế nào? Viên quan thưa, người này chỉ có thể sống chứ không thể chết, chết thì liền phải chịu tội thống khổ kéo dài thêm ngàn kiếp vạn kiếp không được giải thoát. Minh vương nói,
Đệ tử Phật có dự giới siêng năng không lười biếng, sẽ được thiên thần tôn kính. Vì sao? Vì Phật dùng lòng lành lớn, lòng thương xót lớn bảo vệ tâm, dạy dỗ tâm, dùng bốn tâm bình đẳng lo nghĩ khắp mười phương. Tất cả nhân dân trong thiên hạ, vạn vật đủ loại như bò bay, cừu quậy, Phật đều thương xót. Công đức lưu truyền đến thiên hạ mười phương, cho nên đệ tử Phật được thiên thần thổ địa quỷ rồng quý kính, đâu phải bị vua bắt gặp bốn thời. Năm hành đâu, ân đức của Phật như bốn biển, không thể hạn lượng như nước chảy cả trăm ức. Làm sao có thể đong lường hết để biết hết số đó, ân đức của Phật cũng không thể lường được. Viên Quang thưa, Đại Vương, Ngài thờ phụng giới trong sạch của Phật đó sao? Minh Vương đáp, ta không phụng thờ Phật, nên phải chịu tội đến đây làm vua địa ngục này. Khang thấy trong ngục này bây giờ có người số mạng đã hết, không chịu thọ, cũng không dám tiến lên, chỉ chắp tay để phụng thờ kính ngưỡng. Nên xét lại hành động phước lành của mình thì thần phước tự đến nghênh tiếp, người chưa đáng chết tự có bảo vệ, sẽ mau chóng thoát khỏi. Nếu có người đã vào chánh pháp sau hối hận trở về lại với ngoại đạo, là cái việc sát sinh cúng tế tà đạo ác kiến, người này không được sự bảo vệ. Tuy mạng sống đến 100 năm nhưng phải gặp 9 lần chết oan, không bệnh tự chết. Vì sao? Vì thần cứu hộ không giúp đỡ, người như vậy trọn không được giải thoát. Nên thì kheo hay Phật tử phải giữ năm giới, siêng năng hành sáu việc, những như là sáu: một, đàn ba la mật, tức việc bố thí không được kiêu kiệt; hai, thi ba la mật, giữ gìn giới cẩn thận chớ phạm; ba, sàng đệ ba la mật, nhẫn nhục dữ tâm miệng ý không cho sân tức; bốn, tỳ la gia ba la mật, siêng năng sáng suốt chế biến lười biếng; năm, thiền ba la mật, một lòng tập trung ý cho buông thả; sáu, bát nhã ba la mật, siêng năng đọc tụng đọc kinh hiểu rõ trí nhất thiết trí. Đấy là 6 điều mà Bồ Tát cầu đạo phải làm. Lại có 6 điều: 1. Mắt, 2. Tai, 3. Mũi, 4. Miệng, 5. Thân, 6. Ý. Người muốn cầu đạo được phước nên giữ gìn 6 điều này. Giữ gìn mắt, chứ để mắt đắm nhìn dìm trước sắc. Giữ gìn tai, chứ để tai say đắm trước âm thanh. Giữ gìn mũi, chứ để mũi mê đắm trước mùi hương. Giữ gìn miệng, chứ để miệng say đắm trước mùi vị. Giữ gìn thân, chứ để thân chìm đắm trước sự trông láng. Giữ gìn ý, chứ để ý đắm say trước ái dục. Đây là 6 điều cần phải giữ gìn. Còn phải trừ trừ 3 điều nữa, những gì là 3: 1. Dâm dục, 2. Sân hận, 3. Ngu si. Đấy là 3 độc. Là phải diệt trừ 5 điều, những gì là 5: 1. Thọ, 2. Tưởng, 3. Hành, 4. Thức, 5. Ái dục. Đấy là 5 ấm. Lại có 6 suy, những gì là 6: 1. Sắc làm cho mắt suy, 2. Âm thanh làm cho tai suy, 3. Mùi hương làm cho mũi suy, 4. Hương vị làm cho miệng suy, 5. Sự trơn lé làm cho thân suy, 6. Các pháp làm cho ý suy. Đấy là 6 suy. 5 ấm, 6 tình, 3 độc hợp lại làm cho trong thân có 20 điều. Nó luôn tồn tại trong thân con người. Người hành đạo cần phải luôn dứt tuyệt 20 điều này. Nếu không cắt đứt được 20 điều này, sẽ rơi vào trong tội chìm đắm. 6 tình không dứt sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục. 5 ấm không dứt sẽ tuần tự ra vào trong 5 đường. 3 độc không dứt sẽ vào trong 3 đường ác. Nếu thiện nam thiện nữ nào giữ gìn cấm giới, chế ngự 20 điều trong thân như bụi trong gương, được phủ sạch không còn cấu bẩn, thì trong ngoài được chiếu rõ, thiên hạ trăm ngàn vạn người có một người là đệ tử Phật không? Viên Quang thưa, thật sự không có. Minh Vương nói, xem xét như vậy mới biết công đức Phật rất cao lớn, sâu thẳm rực rỡ như biển lớn không thể biết được. Viên Quang thưa, thật đúng như lời vua nói, kẻ tiểu sứ thật đáng tội, không phân biệt được thật giả, mời người kia trở về lại. Minh Vương nói, tốt. Viên Quang liền tự tạ từ, đưa người kia tự trở về. Người kia như từ trên cao đất xuống, theo mặt sáng mà sống dậy, liền sinh hoạt được. Cha mẹ bèn đem xe đưa đến Kỳ Hoàng Bạch Phật. Phật liền gọi người kia, hỏi những điều đã thấy như đã nói ở trên. Phật liền mỉm cười, hào quang năm màu từ trên đỉnh phát ra, nhìn quanh thân 3 vòng và nhập vào trong rốn. A Nan sửa y phục rồi với sắc đó chắp tay bạch Phật. Và Thế Tôn, Phật không cười vô cớ, cười là có ý. Cuối sinh Thế Tôn tiết lộ nghĩa này. Phật bảo A Nan lắng nghe, phải giữ lấy mà tu hành. A Nan và chúng hội vâng lời dạy, cùng lắng nghe. Phật bảo, nghe rằng thiên hạ ở cõi Diêm Phù vì phạm 5 nghịch tội ở đời, có bất hiếu cha mẹ, thần không trung với vua, vợ chồng dối trá nhau, dối trên gạt dưới, nhân dân lầm than ít có nghĩa lý, khinh mạng không tiết lễ, dùng sức mạnh lấn hiếp kẻ yếu, kẻ giàu có hùa theo với nhau, nghèo khổ khốn cùng, tham lợi keo kiệt, không có lòng lành, chỉ muốn hơn người. Bố Thiên Vương cùng giữ quỷ thần do xấu ác làm chủ, bắt người phạm tội phải chết, thần hồn luân chuyển
tùy theo hành động và lãnh thọ, và làm ngạ quỷ súc sinh trong địa ngục để đánh đòn đau đớn khổ sở chặt bầm dội nước sôi nóng thiêu đốt. Nếu ai có phước nhỏ thì được sinh lên cõi trời và ở tầng trời thứ sáu, phước mỏng mạng ngắn không nhận lãnh được giáo pháp thì được làm người, phải làm kẻ nô tỳ thấp hèn và làm trâu ngựa súc sinh lừa lạc đà voi hổ sư tử chim thú trùng kiến, khổ sở nói không hết, trăm kiếp ngàn kiếp vạn kiếp không được giải thoát, vừa mới sinh ra liền bệnh hoặc chết liền. Nếu được làm người, số căn không đủ, lưng gù, tàn tật, đôi điếc, câm ngọng, khổ sở như cùng. Nay ở trên đời có một người biết thế gian có Phật, nghe kinh Pháp, được thấy thì khao tăng, có tâm lành, ý tốt, từ tâm cung kính, bỏ 96 ngoại đạo, đến với chánh Pháp, từ suy nghĩ, từ khắc phục, để giữ gìn năm giới, tu 10 điều lành, diệt 10 điều ác. Bây giờ có một người đắc đạo vào thời Phật Duy Vệ, công đức đạt được bằng như người này, tội của người kia, có đến trăm ngàn vạn kiếp đều được diệt trừ. Người này sau khi mạng chung không bị rơi vào ba đường ác. Giả sử như có phạm tội theo tội nặng nhẹ mà đến địa ngục, như thấy tâm ấy cũng kính ngưỡng người này. Đế vương nhân dân tất cả đều tôn kính phụng trì. Tuy chưa đắc đạo như công đức to lớn, trời người quỷ lòng đều ca ngợi. Phật bảo A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, phần nhiều người đời không tôn kính Pháp, ưa thích tự sự cao ngạo cho mình là hơn, khinh miệt mọi người, có rẻ chánh Pháp, phá hoại, làm nhục tỳ kheo, không biết cúng dường, chửi rủa ném đá, không sợ bị bắt. Bọn người này đều từ trong cõi ma, đến đây sinh làm người. Nên đắc độc như vậy, ai mà tin ưa Phật Pháp, là do đời trước đã là đệ tử Phật rồi. Nó có thể biết thật giả cái đó mà phụng thờ chánh Pháp, thọ trì giới kinh là diệt được trừ được 20 điều. Những người đó đều là chư Đại Bồ Tát, chẳng phải phàm phu. Con người có sinh ra phải có chết, không ai không chết cả. Người khéo giữ giới không tiếc thân mạng, chỉ nhớ nghĩ đến việc đem lòng từ bi mà giúp tất cả, vì mọi người mà làm thầy hướng dẫn. Bồ Tát không sợ sự biến đổi của sinh tử, mà sinh tử là để cứu độ, sự sinh tử và địa ngục là để giảng nói giảng giới. Kinh khiến dường ác làm lành, và ngạ quỷ để giảng nói về hành bố thí, và súc sinh để giảng nói về dâm dục. Khi hết thân này sẽ lên cõi trời, sẽ dạy dỗ cho các hết trời. Trong loài người thì dạy pháp bỏ ác làm điều lành. Con người có tư tưởng địa ngục thì hành động như địa ngục. Người có tư tưởng súc sinh thì hành động như súc sinh. Người có tư tưởng trời người thì hành động như trời người. Người có tư tưởng ngạ quỷ thì hành động như ngạ quỷ. Người có tư tưởng loài người thì hành động như loài người. Tất cả vạn vật đều không có gì là của mình, dựa vào hình tướng mà đặt tên mà có tư tưởng. Nay hiền giả, ta có thấy của mắt mà chứng ngộ nó rõ ràng. Ta sinh ra mà được làm người là có phước đức nên thờ phụng chỉ dành chánh pháp. Tại sao không nỗ lực hết khả năng để tự mình đến Phật đạo quân quý? Sao lại phải chịu nghiệp khổ để đến nỗi thân phải lãnh thọ quả báo? Hối hận có ích gì? Phật bảo A Nan, pháp được hưng khởi. Từ người biết làm lành pháp bị suy vong, từ người làm ác càng nhiều. Hãy cùng nhau dạy bảo sẽ năng sáng suốt giữ giới, giữ gìn giới kinh. Hãy luôn nghĩ tất cả là vô thường, xuất vô thường thì to lớn. Phật không luôn trụ ở đời, đỡ trong thế gian thì phải nỗ lực siêng năng tự độ cho mình và có thể có độ tất cả cho người và không phải người. Này các tỳ kheo, cái ông về ta ở đời phải tự mình cố gắng hết sức. Chớ nói Phật luôn trụ ở đời, đây không ra sức cố gắng sau hối hận ít gì. Nghe Phật nói kinh về người chết sống lại, được thấy chân lý, cha mẹ và người thân được đắc đạo A-la-hán, vậy được không thoái chuyển, an trụ vững chắc, không gì lay động. Các đệ tử tùy kheo lớn như Bồ Tát, trời đồng quỷ thần nghe kinh đều hoan hỷ. Đức Phật làm lễ rồi lui ra. Một bộ sẽ tiết kê mô đi Phật.